Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin 141. Bản tin do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội sản xuất. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong phần nhật ký 141. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 2, Công an huyện Đông Anh và Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Long Biên Hà Nội đã khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm 2907D, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V và trung tâm đăng kiểm 2910D. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2907D tại huyện Đông Anh. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thành Trung, Giám đốc, Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Đào Huy Trung, Lê Văn Ngọc và Đỗ Văn Huân cùng là đăng kiểm viên. Theo cơ quan chức năng, những người này đã có hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới như lỗi về đèn, phanh, khí thải và bỏ qua lỗi về trọng tải để nhận tiền từ khách hàng. Số tiền để bôi trơn là từ 100.000 đến 200.000 đồng một xe. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lời bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng. Cũng trong sáng 25 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2905V tại quận Long Biên. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám xét chỗ ở của Phạm Quốc Bình, nguyên giám đốc trung tâm, Ngô Văn Việt, phó giám đốc trung tâm và Phạm Trọng Tuệ, trưởng dây chuyền đăng kiểm. Theo đó, trong quá trình đăng kiểm, các đăng kiểm viên đã nhận tiền từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi về đèn, phanh, khí thải. Từ đó, các phương tiện không đủ điều kiện vẫn được cấp giấy, tem chứng nhận. Mỗi chủ xe đi đăng kiểm phải nộp tiền bôi trơn từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng một xe, tùy vào mức độ lỗi. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm. Trước đó, ngày 24 tháng 2, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910D tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Việc khám xét phục vụ cho quá trình điều tra hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện đăng kiểm diễn ra tại trung tâm này. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 18 máy tính cùng nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan và hơn 137 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội đã kiểm soát, phát hiện, xử lý 729 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 211 phương tiện, 269 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 137 phương tiện. Trong đó, tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 44 phương tiện, 10 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 38 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở, quyết định đình chỉ hoạt động 1 cơ sở. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 4 tin báo liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, điều động 8 lượt phương tiện, 50 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua đường hàng không quốc tế dần trở lại bình thường. Chính vì vậy, trong hoạt động vận chuyển ma túy qua đường hàng không được nhận định là sẽ diễn biến phức tạp, bởi đây là tuyến đường vận chuyển nhanh. Cùng với đó là xu hướng phát triển của thương mại điện tử cũng trở thành công cụ để các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia. Thực tế này đã và đang đặt ra những khó khăn thách thức trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh. Đây là tang vật của vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không mà lực lượng cảnh sát ma túy Công an Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào đầu tháng 1 vừa qua. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 vận đơn gồm 8 kiện thùng cắt tông có trọng lượng hơn 205 kg được gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức. Trong các kiện thùng này cất giấu 98 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng lợi dụng cái việc mà chuyển phát nhanh hàng hóa thông qua cái cảng hàng không Nội Bài, và kết quả vừa rồi chúng tôi bắt giữ trong những ngày đầu tiên của năm 2023, chúng ta bắt giữ và thu giữ số lượng mà ma túy các loại lên đến gần 100 kg và chúng ta bắt giữ đến gần 10 đối tượng. Hàng không đang trở thành con đường để các đối tượng lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy khi các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua đây dần trở lại bình thường. Những tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan chuyển phát nhanh
đã liên tiếp phát hiện ma túy được ngụy trang dưới dạng gửi quà biếu tặng. Tuy nhiên, tên người gửi và người nhận đều không rõ ràng. Vấn đề mà cất giấu thì nó rất là tinh vi. Nó cất giấu vào trong các cái hộp bánh sô cô la, gói chè và trong các cái vách ngăn của những cái hộp mà những cái máy. Cái thời gian tới thì chi cục chuyển phát nhanh coi trọng cái công tác phòng chống ma túy cũng như phát hiện bắt giữ là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của chi cục. Chúng tôi sẽ là thường xuyên chỉ đạo các công chức của các đội nghiệp vụ và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện thủ đoạn cất giấu trong máy móc, thiết bị, đồ gia dụng. Tinh vi hơn, tội phạm còn lợi dụng gửi qua đường hành lý xách tay của khách nhập cảnh, xuất cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Đặc biệt, có những vụ việc, các đối tượng còn lợi dụng người nước ngoài mắc bệnh hiểm nghèo để vận chuyển ma túy nhập cảnh vào Việt Nam. Chỉ tính riêng năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì phối hợp phát hiện 12 vụ vận chuyển ma túy, tăng vật thu giữ hơn 260 kg ma túy các loại, bắt giữ 9 đối tượng. Số vụ ma túy phát hiện năm 2022 tăng gần 200% so với năm 2021. Các chuyến bay, các tuyến vận chuyển hàng không đã hoạt động gần như trở lại thời kỳ trước dịch. Thì tôi nghĩ là gia tăng cùng với lại lượng hành khách tăng trở lại cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng lên thì tôi nghĩ là cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không thì tôi nghĩ là nó sẽ tăng so với năm 2022. Xu hướng vận chuyển hàng hóa, hành khách qua đường hàng không ngày càng tăng cao. Cùng với các hoạt động khác, lực lượng hải quan đã tập trung xây dựng kế hoạch kiểm soát ngay từ đầu năm với các nhiệm vụ trọng tâm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, công tác kiểm soát ma túy tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Quý vị thân mến, qua 2 năm thực hiện xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an và Công an thành phố, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã xuất hiện rất nhiều tấm gương hết lòng vì nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức lễ tuyên dương 75 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với công an trong 3 chiến dịch, 8 đợt cao điểm và 2 giai đoạn thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về triển khai thực hiện 2 dự án của Bộ Công an và đề án 06 của Chính phủ. Theo đó đã thu thập thông tin dân cư, nhập liệu bổ sung, chỉnh sửa đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống thông tin dân cư. 75 điển hình xuất sắc trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tôn vinh tại lễ tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu đã có đóng góp để hoàn thành 2 dự án lớn. Qua đây tạo động lực khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn. Cụm thi đua số 8 Công an thành phố gồm Công an quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Long Biên và Công an quận Hoàng Mai vừa tổ chức hội nghị phát động ký giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023. Tại hội nghị, các đơn vị cụm thi đua số 8 đã thống nhất phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2023 với khẩu hiệu xây dựng Công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời thảo luận thống nhất 6 nội dung trọng tâm thực hiện phong trào thi đua, đề ra các tiêu chí thực hiện cụ thể đối với từng nội dung. Qua đó thống nhất triển khai, thường xuyên trao đổi thông tin, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, chủ động thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, cũng như các mục tiêu góp phần bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của thành phố. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.